Hello, xin chào tất cả các nhà đầu tư. Tôi là Khoa Vũ đây. Và ngày hôm nay tôi đã trở lại với các bạn trong một cái video mới có tên gọi là Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu thí điểm đầu tiên của Việt Nam. Và cách đây một thời gian, khoảng một tuần trước, thì tôi có nhận được cái thông tin này từ một cái nguồn tin mà rất là đáng tin cậy, là Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu thí điểm đầu tiên. Tức là gì ạ? Là thay vì là cả ba đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì hiện tại bây giờ là chỉ có duy nhất là Phú Quốc sẽ được lựa chọn là đặc khu thí điểm đầu tiên mà thôi. Và thời gian dự kiến để mà trở thành đặc khu là tháng 10 năm 2018. Chính vì như vậy nên là khi mà tôi nghe được cái thông tin này thì tôi rất là sốc, bởi vì cá nhân tôi thì cũng có sở hữu đất ở đây. Và cá nhân những cái bạn đang xem video này, tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đã đang sở hữu những mảnh đất tại đây, thì tôi tin tưởng rằng là cái đất ở đây nó sẽ còn tăng kinh khủng hơn nữa rất là nhiều, chứ không thể nào mà nó dừng lại như là bây giờ. Và đầu tiên thì tôi xin chúc mừng những ai đã sở hữu đất ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua những cái điểm mà vô hình chung chúng ta nhận thấy rằng là thực chất Phú Quốc đã được lựa chọn trở thành đặc khu từ rất là lâu rồi, chứ không còn phải là như là mới gần đây được đưa tin nữa, đúng không ạ? Và điểm đầu tiên mà khi mà các bạn tìm hiểu về thị trường Phú Quốc, tìm hiểu về Phú Quốc, thì không biết rằng là các bạn có hiểu được rằng là cái quy hoạch của Phú Quốc không ạ? Theo cái quy hoạch 6333 của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 11 tháng 5 năm 2010 á, thì cái quy hoạch này nó nói lên điều gì ạ? Nó nói lên là cái tính chất của Phú Quốc hiện tại là chính là Phú Quốc sẽ được định hướng phát triển theo cái hướng là khu là kinh tế hành chính đặc biệt. Anh chị nhá, là khu kinh tế hành chính đặc biệt, là trung tâm du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, cấp quốc tế luôn. Thứ hai là trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Trung tâm về cái lĩnh vực là trung tâm về cái đầu mối về giao thông vận tải, đúng không ạ? Bên cạnh đó luôn là còn Phú Quốc, nhấn mạnh ở đây là Phú Quốc là có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng. Nên đây là theo quy hoạch 633 của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 11 tháng 5 năm 2010 là như vậy. Nhưng nếu như mà các anh chị đọc thêm một cái quy hoạch nữa, đó là cái quy hoạch mà là 868. Quy hoạch 868 ký vào ngày 17 tháng 6 năm 2015. Tức là cái quy hoạch này nó được ký sau 5 năm kể từ khi mà ra cái quyết định quy hoạch là 633 của Thủ tướng Chính phủ quyết định, đúng không ạ? Thì cái quy hoạch 868 này nó nói lên điều gì ạ? Quy hoạch 868 này, nếu như mà các anh chị đọc đến cái điều 3 và ý thứ 3 ở trong cái quy hoạch này ấy, thì nó nói rất là rõ ràng là gì ạ? Là nhanh chóng hoàn thiện dự thảo luật đặc khu kinh tế Phú Quốc, đúng không ạ? Đấy, từ năm 2015 đã vậy rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy là hai cái điểm. Thứ nhất là trong cái ý đầu tiên đó là về quy hoạch. Cái tiếp theo nữa, cái điểm thứ hai nữa nó là gì ạ? Là nếu như mà các anh chị có hay là đọc báo, đúng không ạ, thì các anh chị sẽ thấy một vài trong báo mà uy tín đưa tin và có đăng tải luôn cái công văn mà văn phòng chính phủ gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang là đồng ý quy hoạch định hướng Phú Quốc theo hướng đặc khu, đúng không ạ? Đấy là cái điểm mà gọi là cái điểm thứ hai mà trong những cái tiêu chí mà tôi viết ra đây để mà chúng ta nhìn nhận thấy rằng là thực chất là Phú Quốc đã các sếp đã lựa chọn từ trước rồi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cái văn bản này ký vào ngày 18 tháng 6. Tiếp theo nữa là cái điểm thứ ba là, nhưng mà các anh chị để ý thì tôi cũng không có biết chi tiết lắm, nhưng mà nếu như mà tôi cũng đặt câu hỏi thôi, nhưng mà chưa tìm được câu trả lời. Thì nếu như mà các bạn nào biết câu trả lời của cái vấn đề này thì có thể là inbox cho tôi để tôi bổ sung thêm, đúng không ạ? Đó là cái gói tài chính mà được Bộ Tài chính trình duyệt gửi lên Quốc hội. Là ví dụ như là gì, là Vân Đồn, đúng không ạ? Vân Đồn, để mà trở thành đặc khu Vân Đồn đó thì cần khoảng là 270.000 tỷ đồng từ năm 2018 cho đến năm 2030. Còn Bắc Vân Phong là 400.000 tỷ đồng từ năm 2019 đến năm 2025. Và cá biệt nhất, duy nhất là mỗi Phú Quốc là 900.000 tỷ, đúng không ạ? Gần 40 tỷ đô. 40 tỷ đô là từ năm 2016 đến năm 2030. Thế là ba cái điểm, đúng không ạ? Điểm thứ nhất là gì ạ? Là quy hoạch. Điểm thứ hai là văn bản của chính phủ gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy, nó chính là gì ạ? Đó chính là cái gói tài chính được
trình duyệt lên Quốc hội. Còn cái điểm thứ tư, cái điểm thứ tư đây thì tôi nghĩ rằng là cũng có khá là nhiều những anh chị biết, nhưng mà thực sự cũng có rất là nhiều chưa được biết cái thông tin này. Đó chính là sự xuất hiện của cái dự án mà kênh đào Kra, đúng không ạ? Kênh đào Kra, một số chắc anh chị sẽ rất là ít nghe đến cái kênh đào này. Nhưng nó nôm na là kênh đào này là cái kênh đào đi qua Thái Lan. Đi qua cái điểm mà hẹp nhất của Thái Lan. Đấy, cái dự án này nó đã được đưa ra các kiểu thể loại từ rất lâu rồi, nhưng mà không lần nào mà nó được đưa ra chính thức để mà triển khai. Tất cả những kế hoạch gì đưa ra cho nó đều bị là phá bỏ hết. Các anh chị có thể tìm hiểu thông tin về kênh đào Kra này, lịch sử của nó thông qua ở cái link bên dưới mà tôi có để ở trên trong cái mục mà mô tả cái video này, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái kênh đào này nó có lợi như nào? Thứ nhất là kênh đào này nó sẽ nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương, biển Ấn Độ Dương và biển Thái Bình Dương. Và thay vì phải đi qua cái eo biển Madagascar, đi qua Singapore đây, đúng không ạ? Singapore, Indonesia và Malaysia thì cái kênh đào Kra này nó sẽ giúp là nó sẽ đi trực tiếp qua cái Thái Lan luôn, và rút ngắn được khoảng là 1.200 cây số đường bờ biển. Rất nhiều người, rất là nhiều tổ chức là kêu gọi chính phủ Thái Lan là thực hiện cái ý tưởng này. Nhưng mà thực sự tôi cảm nhận thấy rằng là cái ý tưởng này thực sự là nó khó có khả thi lắm. Bởi sao ạ? Bởi thứ nhất là nó chia cắt Thái Lan theo hai nghĩa, là theo đúng nghĩa đen của nó. Có nghĩa là một là phía Bắc và phía Nam Thái Lan. Mà các anh chị nếu như tìm hiểu về Thái Lan thì có thể nhận thấy rằng là ở Thái Lan thì những cái vấn đề liên quan đến là về các phần tử đi khai Hồi giáo á, các phần tử đi khai Hồi giáo ấy, họ luôn luôn tìm những cái hành động là phản động. Rất là nếu mà chia cắt ra như vậy thì đồng nghĩa việc là rất khó. Rất nghĩa là Thái Lan họ cảm giác như họ sẽ bị mất đi những cái tỉnh ở phía Nam ấy. Nên là chính như vậy nên là họ thủ tướng của Thái Lan thì họ vẫn đang rất là cân nhắc dưới cái kế hoạch này. Và cái thứ hai nữa là kế hoạch này là có sự nhúng tay bởi nguồn vốn hỗ trợ tài tình khoảng 20 đến 30 tỷ đô từ phía Trung Quốc, gia tăng cái sự góp mặt của Trung Quốc ở cái khu vực này, và còn đặc biệt hơn nữa đó là gì ạ? Đó chính là gì ạ? Là Thái Lan đã trở thành một quốc gia mà nó sẽ bị gánh nhiều cái lợi vốn từ 20 đến 30 tỷ đô, thực sự nó không hề nhỏ chút nào, đúng không ạ? Và thời gian để mà hoàn thành dự án này nó mất khoảng 10 năm cơ. Còn những vấn đề liên quan đến vấn đề về gánh nặng về xã hội, ví dụ như là những người mà người ta bị đất nó đi qua như vậy, mất đất như vậy thì là giải tác phương án đền bù tái định cư, nói chung là rất nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng đến Thái Lan. Nên là chính vì thế chính phủ Thái Lan họ rất là cân nhắc với lại là cái quyết định thành lập cái triển khai cái dự án kênh đào Kra này. Nhưng nếu như kênh đào Kra này mà nó được đi vào triển khai thôi các anh chị, thì tôi dám khẳng định với các anh chị rằng là Phú Quốc của chúng ta chắc chắn là sẽ có thể là cạnh tranh được trực tiếp với lại Singapore. Bởi vì thực sự là lợi thế về là cái vị trí địa lý rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, ở trên đây nó là bốn cái điểm mà thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất đó là quy hoạch. Điểm thứ hai là văn bản chính phủ gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Điểm thứ ba đó chính là gói giải pháp của Bộ Tài chính. Điểm thứ tư đó chính là cái kênh nào, dự án kênh nào Kra. Và bên cạnh đó thì đây là bốn cái điểm chính mà tôi cảm nhận thấy rằng là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà Phú Quốc nó sẽ trở thành là khu kinh tế của Việt Nam. Nhưng tuy nhiên thực sự là cá nhân tôi thì tôi nghĩ một cái điểm nữa là như thế này. Là thứ nhất là vì chúng ta hãy thử nhìn nhận so sánh trực tiếp giữa là Phú Quốc với lại là ở Bắc Vân Phong với lại là ở Vân Đồn đi ạ. Các anh chị có để ý không ạ? Thứ nhất là ở Phú Quốc của chúng ta hiện nay nhá, các anh chị có để ý đi, là thứ nhất là về cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng ở Phú Quốc hiện tại bây giờ là đã được đầu tư cực kỳ là trơn tru rồi. Chúng ta có thể có sân bay quốc tế, chúng ta có cảng biển quốc tế, chúng ta có hệ thống đường quanh đảo, chúng ta có hệ thống nối đường cao tốc từ Bắc đảo đến Nam đảo, đúng không ạ? Đấy, điểm thứ hai á, đó chính là cái điểm là cái sự có mặt góp mặt của những cái doanh nghiệp hay những cái tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu ở trên thế giới về du lịch đã đến Việt Nam. Thứ nhất là Marriott, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là Intercontinental hay gọi là IHG, đúng không ạ? Cái thứ ba đó chính là Accor Hotel, thứ tư là Wyndham. Bên cạnh đó nữa còn một vài những cái thương hiệu nổi tiếng nữa. Không biết là các anh chị để không ạ? Đấy là cái sự mà nhìn tôi nói với các anh chị đấy, đó chính là cái gói cái sự có mặt của những cái tập đoàn quản lý quốc tế hàng đầu ở trên thế giới, có đến các sản hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó là chúng ta còn có những thông tin gì nữa, ví dụ là chúng ta còn có thứ nhất là gì ạ, về cái nếu như so sánh về là cái sự ưu đãi hiện tại luôn đó, ưu đãi hiện tại luôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang dành cho Phú Quốc thôi. Thứ nhất là gì, đến như cái ngày hôm nay các bạn thành lập doanh nghiệp ở tại Phú Quốc, đến như ngày hôm nay các bạn thành lập doanh nghiệp ở tại Phú Quốc thì chắc chắn một điểm là gì ạ, là thứ nhất là doanh nghiệp các bạn chỉ chịu thuế doanh nghiệp có 10% thôi trong suốt quá trình hoạt động. Cái thứ hai nữa là các anh chị được miễn 50% tiền thuê đất. Cái tiếp theo nữa là gì ạ? Là để mà góp
để thúc đẩy cho cái sự phát triển của kinh tế du lịch của Phú Quốc là 30 ngày. Nghĩa lưng lên từ mấy năm ngày, anh chị nhá, là 30 ngày visa miễn phí ở tại Phú Quốc. Đấy, và chính cái điểm này thì khi mà tôi làm một cái bảng tính thống kê về là cái lượng khách du lịch quốc tế đến với Phú Quốc á, thì tôi cảm nhận thấy rằng là thực sự là từ khi mà có cái quyết định này thì cái lượng khách nước ngoài, khách quốc tế đến với Phú Quốc tăng rất là kinh khủng. Năm 2013 chúng ta chỉ có khoảng 100.000 lượt du khách quốc tế thôi, cả một năm luôn. Nhưng đến năm riêng quý 1 năm 2018 vừa rồi, riêng quý 1 năm 2018 thôi là ở Phú Quốc đã có đón khoảng là 374.000 lượt du khách đến. Thế đây thực sự là không phải là một con số hề nhỏ chút nào. Đúng không ạ? Không hề nhỏ chút nào. Đấy. Bên cạnh nữa là ở đây chúng ta có thể khai thác du lịch được quanh năm. Đúng không ạ? Vì biển chúng ta là biển ấm. Đúng không ạ? Chúng ta vị trí nó ít bị ảnh hưởng bởi bão. Một năm thì chúng ta có 12 tháng thì chúng ta khai thác liên tục tì cả 12 tháng luôn. Thậm chí có những tháng mưa, như ví dụ như thời kỳ này là tháng mưa này, thì chúng ta vẫn có thể khai thác được du lịch rất là bình thường, không bị ảnh hưởng cái gì hết. Đúng không ạ? Đấy, đấy là một trên đây là những cái điểm mà theo cá nhân tôi nhận thấy rằng là thực sự là Phú Quốc đã có quá là nhiều những cái yếu tố để mà có thể được lựa chọn mà đưa ra trở thành đặc khu kinh tế rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cái nút bấm của bên nơi, đúng không ạ? Quốc hội chỉ cần bấm một cái thôi là xong luôn rồi, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây là một vài những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến cho các nhà đầu tư. Và tôi rất hy vọng rằng là thông qua cái thông tin này sẽ góp phần đưa các bạn, góp phần là các anh chị có thể đưa ra được những cái quyết định đầu tư đó được nhanh chóng hơn, để chúng ta không bị lỡ mất cơ hội, đúng không ạ? Lỡ mất cơ hội. Theo tôi được biết rằng hiện tại bây giờ là cũng khá nhiều những cái nhà đầu tư đến từ thị trường Hà Nội đang quay trở lại Phú Quốc, và họ đang thu mua những cái loại đất với cái giá nó rẻ hơn so với cách đây khoảng là 2 tháng rất là nhiều, so với đỉnh điểm rất là nhiều. Thế nên chính vì thế là tôi nghĩ rằng là hy vọng là các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Và tôi rất hy vọng là sẽ được trao đổi nhiều hơn với tất cả các anh chị, các nhà đầu tư. Và có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0912746538. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.